Dù đã ra mắt hơn 25 năm, nhưng đến nay vẫn không có một bộ phim tình cảm lãng mạn nào có thể thay thế vị trí độc nhất vô nhị của Titanic trong lòng mình. Tình yêu giữa Jack và Rose xứng đáng được gọi là một tình yêu bất diệt, không chỉ vì câu chuyện của họ gắn liền với vụ chìm tàu huyền thoại mà còn bởi nó đã cho mình thấy thế nào mới thực sự là cách để yêu một ai đó. Trong video này, hãy cùng mình nhìn lại chuyện tình rung động lòng người trong Titanic để hiểu được vì sao tác phẩm này có vị trí đặc biệt đến vậy trong lòng những người hâm mộ nhé! Khác với những câu chuyện cổ tích lãng mạn về hoàng tử, công chúa, Jack và Rose không hề có cái gọi là gió tầng nào gặp mây tầng nấy. Hoàn toàn trái lại, sự cách biệt về địa vị xã hội giữa họ đã được khắc họa rất rõ ngay từ đầu bộ phim. Trên con tàu Titanic xa hoa tráng lệ, Jack ở khoang hạng 3, Rose ở khoang hạng nhất. Jack thuộc tầng lớp phải kiểm tra là không có giận mới được cho vào. Rose thì có thể nhàn nhã lên tàu và được chào đón niềm nở. Jack chỉ có 10 đô la trong túi, đến chiếc vé tàu cũng là do đánh bài mà thắng được. Rose thì vừa được vị hôn phu tặng cho một trong những viên kim cương đắt nhất thế gian. Chẳng có gì khó hiểu khi ngay lần đầu thấy Rose, Jack đã được người bên cạnh nhắc nhở rằng cô không phải là người anh có thể với tới. Sự thật chứng minh, khoảng cách giai tầng đã đem đến cho cặp đôi những rào cản không hề nhỏ. Dù được xem là ân nhân cứu mạng Rose, nhưng Jack cũng chỉ được phép vào khoang hạng nhất đúng một lần để giữ bữa tối cùng giới thượng lưu. Còn sau đó thì dù anh nài nỉ ra sao, người ta cũng chẳng chịu cho anh vào nói với cô dù chỉ một lời. Và ngay cả khi Rose đã lựa chọn ở bên Jack, anh cũng dễ dàng bị gã hôn phu hợm hĩnh của cô tùy tiện gán cho tội ăn cắp và suýt thì chết chìm khi bị giam ở tầng dưới cùng của con tàu. Đó là chưa kể, chính Rose ban đầu cũng không đủ can đảm để thoát ra khỏi những lề lối đã trói buộc mình cả đời. Thứ nhất là vì từ bé Rose đã được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của một tiểu thư quý tộc nên chưa thể quen với việc buông lỏng bản thân. Thứ hai, Rose phải lấy Carl thì bà Ruth mẹ cô mới có tiền trả những món nợ do chồng để lại và duy trì cuộc sống xa hoa của một quý phu nhân, nên bà quyết liệt cấm cản con gái mình chạy theo tình yêu. Tuy luôn tỏ thái độ chống lại sự áp đặt của Ruth, nhưng vừa thấy mắt mẹ ngấn lệ, Rose liền không nỡ để bà đau lòng. Vì thế mà dù trái tim đã sớm rung động trước Jack, cô vẫn trốn tránh không chịu đối mặt với anh. Nhưng bất kể là rào cản từ bên ngoài hay những ngần ngại trong nội tâm thì rốt cuộc vẫn phải nhường chỗ cho tiếng gọi của con tim. Rose sẵn sàng từ bỏ cuộc sống trong nhung lụa để đi theo chàng họa sĩ nghèo, một minh chứng cho chiến thắng của tình yêu trước hiện thực xã hội. Có lẽ một số người sẽ cho rằng đây là cuộc tình chóng vánh của một cặp đôi nổi loạn. Nhưng không, cho tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, tức là khoảng hơn 80 năm sau đó, bà lão Rose 101 tuổi vẫn giữ mãi trong tim hình bóng chàng trai mới gặp gỡ chưa đến 3 ngày, mà theo bà thì lý do là vì... And that he saved me. In every way that a person can be saved. Sở dĩ Rose nói như vậy là vì trong suốt bộ phim, Jack quả thực đã cứu cô rất nhiều lần. Đầu tiên, anh giải phóng Rose khỏi thứ xiềng xích trói buộc nội tâm, thứ đang khiến cô chết dần chết mòn. Trước khi gặp Jack, Rose luôn cảm thấy bản thân chẳng khác gì một nô lệ. Người mẹ thì tước đoạt quyền tự do hôn nhân của cô vì sợ phải tự làm việc để nuôi sống chính mình. Vị hôn phu Carl thì luôn miệng nói yêu Rose, nhưng lại đối xử với cô chẳng khác gì một món trưng bày đắt tiền, không có ý thức tự chủ. Gã luôn bắt Rose phải tôn trọng mình, dù chẳng bao giờ tôn trọng sở thích hay mong muốn của cô. You will honor me. You will honor me the way a wife is required to honor her husband. Rose bị ép sống một cuộc đời không mong muốn, bó mình trong những chiếc corset chật chội, giơ tay nhấc chân đều phải ra dáng tiểu thư đài các. Ngày này qua ngày khác, cô phải tham gia những buổi tụ tập của giới thượng lưu, lắng nghe những câu chuyện phiếm vô nghĩa từ những kẻ lắm tiền nhưng thiển cận. Chả thế mà khi ấy, Rose đã cho rằng tương lai của mình không có một chút ánh sáng nào. Hay theo lời cô thì, tôi thấy như mình đang đứng bên bờ vực sâu, không có ai kéo tôi lại, không một ai bận tâm hay thậm chí là để ý đến. Nhưng ngay khi Rose cũng định buông tay chính mình, Jack xuất hiện và đáp lại lời cầu cứu vô vọng của cô. Sự cứu rỗi mà anh mang đến, tất nhiên không chỉ là ngăn Rose nhảy xuống biển từ đuôi tàu, mà còn là sự lắng nghe và thấu hiểu mà không một người nào khác đã từng trao cho cô gái ấy. Jack cho Rose thấy được khả năng về một cuộc sống hoàn toàn khác, dù không xua dính túi, nhưng tự do hơn bất kỳ ai, dù nay đây mai đó, nhưng kỳ thực là sống hết mình và tận hưởng mọi khoảnh khắc. Vì sao khi nói về lối sống mình chọn, một Jack của tầng lớp bình dân lại có thể tự tin đến vậy giữa một dàn những quý tộc và tai phiệt? Đơn giản là bởi những người này giàu có nhưng chưa chắc đã hạnh phúc như anh. Một mặt, sự tự tin mãnh liệt của Jack cho Rose niềm tin rằng anh có thể thì cô cũng có thể. Mặt khác, vì từng được Jack đưa đến buổi tiệc của khoang hạng 3, được nếm trải cảm giác nhẹ nhàng hoan khoái khi chìm trong cuộc vui mà không cần đến lễ nghi,
nên dù có lúc chùn bước trước áp lực từ người mẹ, Rose rốt cuộc không thể chịu đựng cuộc sống trong chiếc lồng son thêm nữa. Lựa chọn đến với Jack không chỉ là đến với người cô yêu, mà còn đến với chân trời tự do, nơi cô có thể sải cánh bay lượn. Rose cáo biệt chiếc lồng giam hãm của mình bằng chính bức họa khỏa thân cô nhờ Jack vẽ. Nó là minh chứng cho việc không một quy củ nào của xã hội thượng lưu có thể ngăn cản được cô sống theo cách mình muốn. Rất may là Rose đã dãy thoát khỏi xiềng xích, bởi cuộc hôn nhân sắp đặt ấy kỳ thực chẳng khác gì con tàu Titanic, bên ngoài hoa lệ nhưng bên trong lại nhiều vấn đề, chỉ một sự cố bất ngờ có thể khiến nó chìm nghỉm. Cũng giống như vị hôn phu Carl của cô, luôn tỏ ra mình là cao quý hơn người, nhưng khi mọi tài sản thừa kế của gã tan biến trước khủng hoảng kinh tế, gã liền chẳng còn dũng khí để sống tiếp. Nếu Rose là vợ gã, e rằng khó mà thoát khỏi vết xe đổ của mẹ mình. Không chỉ giải phóng Rose khỏi sự kìm kẹp tư duy đầy ngột ngạt, Jack còn cứu cô khỏi chính bản thân mình. Xuyên suốt bộ phim, Rose nhiều lần có ý định buông xuôi tất cả khi phải chịu đựng đau khổ quá lớn hoặc đối mặt với trở ngại nào đó mà cô cho rằng không thể vượt qua. Có lẽ, nhiều năm dài bị đè nén, không thể sống như mình muốn, đã ít nhiều khiến ý chí chiến đấu của cô bị thui chột. Chẳng hạn, giây phút cảm thấy tuyệt vọng với tương lai, cô chọn gieo mình xuống biển. Bị mẹ cấm cản không cho đến với Jack, Rose cũng suýt buông tay anh để mặc ngọn lửa trong lòng mình lụi tàn. Đoán được Jack không thể lên thuyền cứu hộ, cô liền từ bỏ cơ hội sống đã nắm trong tay. Trong lúc Jack làm mọi cách để đảm bảo người yêu được sống, Rose vẫn có thời giờ bảo anh rằng đây là nơi lần đầu tiên mình gặp nhau, như thể đã chấp nhận rằng họ sẽ ra đi mãi mãi và cảm thấy hài lòng về địa điểm. Và khi cái lạnh khủng khiếp khiến Rose cảm thấy mình không thể sống sót, lời yêu cô dành cho Jack nghe chẳng khác nào một lời từ biệt. Nhưng mỗi một lần định bỏ cuộc, Rose đều thay đổi vào phút chót. Bởi đúng như lời Jack đã hứa lần đầu họ gặp gỡ, cô nhảy thì tôi sẽ nhảy. Chỉ cần thấy Rose muốn từ bỏ, anh sẽ làm mọi cách để kéo cô lại. I can't turn away without knowing you'll be all right. Lời hứa không bao giờ buông tay Rose đã được Jack thực hiện cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Anh đã đặt cược hết thảy những gì mình có, bao gồm cả chính sinh mệnh để bảo vệ cô. Thậm chí sau khi chết đi, người đời thậm chí còn không biết từng có một Jack Dawson trên tàu Titanic, mà mọi sự hy sinh, mọi điều lo lắng đều chỉ vì muốn người yêu có thể trân trọng cuộc sống của mình hơn. You must promise me that you'll survive. That you won't give up. No matter what happens. May mắn là những hy sinh của Jack không hề vô nghĩa. Dù khi biết Jack không còn nữa, Rose đã suýt để mặc thuyền cứu hộ rời đi để mãi ở bên anh. Nhưng nhớ về lời hứa của mình, cô lại vùng dậy và nỗ lực tìm trợ giúp. Không chỉ giữ lời hứa vào lúc này, mà suốt cả đời mình, Rose cũng không bỏ cuộc thêm một lần nào nữa. Cô đã kiên cường mà sống, đến cái tuổi mà người ngoài cũng phải ngạc nhiên. Rose cũng đã sống hết mình, sống một cuộc đời muôn màu muôn vẻ, làm diễn viên, lấy chồng, sinh con đàn cháu đống. Cả những lời hứa trước đó giữa họ về việc ghé thăm bến cảng Santa Monica, nơi Jack từng vẽ tranh kiếm sống, hay học cách cưỡi ngựa dạng chân hai bên như một người đàn ông cũng được cô làm không bỏ sót điều gì. Và dù sau khi vứt bỏ thân phận cũ, Rose chắc chắn đã từng chật vật về chuyện tiền nong, nhưng cô vẫn kiên quyết không bán viên kim cương trái tim của đại dương mà Carl tặng để có thể tự lực tự cường mà không sợ vào một xu nào của gã. Lý do duy nhất Rose giữ viên kim cương ấy bên mình chính là để vào cuối đời có thể tự tay thả nó xuống nơi Jack an nghỉ. Nhưng một lời nhắn rằng cô đã không làm anh thất vọng. Giờ khắc cuối cùng, Rose đã làm đúng như những gì mà Jack mong muốn, đó là chỉ nhắm mắt xuôi tay khi đã là một cụ già nằm ấm áp trên giường. Sở dĩ mình cho mối tình của Jack và Rose là bất diệt vì nó đã vượt qua mọi cách biệt xã hội, mọi thảm kịch kinh hoàng, thậm chí là cả cái chết. Dù Jack của ngày ấy đã ở lại dưới đáy đại dương, nhưng anh mãi mãi sống trong lòng người con gái anh yêu và ảnh hưởng tới mọi quyết định lớn nhỏ trong cuộc đời của cô. Tình yêu ấy không chỉ mang đến sự tái sinh trong một Rose đầy tuyệt vọng mà còn đem lại bài học lớn lao cho những khán giả của bộ phim, trong đó có bản thân mình. Từng có một người đã hy sinh tất cả để người kia có thể học được cách sống từng giây không uổng phí. Vậy chẳng lẽ nào ta lại phí hoài sinh mệnh để theo đuổi những thứ chẳng thể đem lại cho ta niềm vui thú trong đời? May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.